at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, running wild. Rồi hai anh em qua tới chòi nha mọi người. Chuyển đồ lên đây. Giờ qua có móc này thì đi câu nha. Mình giờ mình thăm cái rồi làm gì làm ha. Thăm tàu. Dây đây nè. Cái này nè. Ờ vậy đó không phải, vậy đó không phải. Đây này, cái kế. Còn chạy. Rồi, bấm tiếp. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình vô tới trại cũng ra cần xong hết là 9 giờ 9 giờ 40. Ở đây mấy anh em ra cần xong hết rồi. Ở đây còn 5 cần em mình chút nó đi bên kia câu dạo nha. Lên săn hàng trên bãi đá trên kia ha. Ở đây mình có theo như bài cũ rồi, cứ như vậy thôi. Là 5 cần sung. Ở đây có 4 cần cám. Dưới đây thêm cần trùng hổ nữa. Tổng là 10 cần ha. Rình tiếp tục nha mọi người. Mọi người yêu quý thì cho mình xin một like, một lượt chia sẻ cũng như một lượt đăng ký kênh để ủng hộ hai anh em làm thật nhiều video hơn nữa cho mọi người xem nha. Rồi xin cảm ơn mọi người nha. Rồi rình thôi mọi người. Chạy từng à. Cần cám ăn nha mọi người. Nhau dùng quá trời. Từ từ để nó gịch cái này đâu. Mà cá con bự ăn nó mới gịch từ nhỏ nó ăn nó gặm nó tha tha cũng cám vô dẫn không mặn nặng coi chừng một cám siêu bền đó. Xác hả? Ừ. Còn cá xác nha mọi người. Đây, nãy được em cái rảnh mà quay lên thay mồi dính này nào không hay nên không có quay rồi ha. Đây, được em cái rảnh với cá xác rồi ha. Bữa nay sợ khỏi sợ nước mắm rồi đó. Hai con là đủ không hai anh em? Hai anh em sống được bữa cơm phải không? Ờ, được bữa cơm. Rồi ăn rồi đó. Hồi hả cha. Nhảy xíu ấy chạy vô á con không có luôn hả? Cái gì vậy trời, có cá mà trời ơi cá gì đâu rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tưởng bay cận rắn xong luôn rồi trời ơi. Cái rảnh tôi bữa hổm câu cần bự mà nó lo còn bay á. Ủa, không, cái rảnh cũng cái bàn tay bự hơn bàn tay luôn. Nó ăn tưởng là rất cần luôn rồi, dân cần luôn xuống sông chứ.
nó gíp một cái hết hồn. Yeah, vậy là có cá ăn cơm rồi nha. Còn ba em mà còn lấy dư ăn cơm à. Khỏe hổm thì cũng dính còn cái con bé lớn bự hơn chút xíu mà cần lớn nó mà nó giật bay luôn mà. Đây rồi mọi người đã bự chà bá lửa luôn nghiêng qua bên kia nó mới ai bự không ngon lành chỗ đó là dễ là rớt xong cho em vô rộng nha để em rớt xuống sông ạ. Không thấy nó giật cũng thấy gì hết kéo lên hai mồi mà được em cá trèn trắng phiếu đẹp ghê chưa. Nó không biết nó ăn hồi nào mà không thấy giật luôn ghê chứ gió quá hay sao gió quá không thấy cần giật hay sao trèn đẹp ghê. Quá đẹp luôn, trời quá đẹp luôn. Cần cám xanh cát ăn. Tưởng anh bự lắm quay lên thấy nặng ai ngờ không biết sao mà nó móc vô lưng được hay thiệt móc quá trời lưỡi luôn móc vô lưng rồi nó bạc quay nghe nặng ghê luôn tưởng nó cá lớn rồi chứ. Trời ơi, móc toàn vô lưng không móc vô lưng nó ghê. Nó ăn thấy mạnh lắm mà. Đây mọi người. Cám cá ăn mạnh lắm mọi người. Dảnh á, em dảnh ha. Chắc được 3 4 em dảnh vậy, 4 em dảnh. Nay dảnh không nhiều. Dảnh cũng bự nha. Em lửa nấu cơm ăn mọi người ơi. Giờ là 1:15 mà. Em lửa nó bắt được cơm lên tí xíu. Kho miếng cá nó cái ăn ha. Đơn giản vậy thôi. Ăn chống đói mà. Trong đây không có thằng em nó đi câu dạo rồi mình đâu có ai đâu tâm cần. Giờ chỉ có cứ nấu cơm kho cá. Và ăn chống đói. Rồi cái tiếp tục canh cần nha mọi người. Rình chủ yếu mình đi câu chứ đâu phải mình đi vô đây ăn đâu.
ăn đợi đói thôi. Nấu cơm cái kho cá vậy là xong một buổi. Có gì ăn đó, đơn giản chống đói thôi. Cần sung hình như là có dấu hiệu ăn á mọi người. Thấy giật nhẹ mà sao khi sợ nhỏ giờ dùng quá trời dùng luôn. Sao kỳ vậy ta? Để mình ra kiểm tra thử coi. Đúng rồi, có giật nhẹ. Cần sung cần thứ năm á mọi người. Mà dây nhỏ dùng quá. Có việc nhẹ nhẹ tại vì không có gió, nước im ta không thấy mà nhỏ dùng lắm. Cá sẽ ăn chạy vô cái chuông nó thông báo. Quay rồi biết lắm mà. Nè mọi người. Có xác thì hết hồn, có xác, cá xác ăn sung. Trời ơi, có xác. Có xác nó bằng con cá trà con luôn. Ghê hồn thì kiểu. Khiếp không? Đây. Quá wow, trời quá đất cá xác. Thấy nhỏ dùng sao cái cờ giật nhẹ biết rồi. Đang nấu cơm mà ra thấy cần sung nhỏ dùng, thấy nhịp nhẹ nhẹ mới lên được con cá xác. Cá xác mà ăn sung rồi mọi người cũng biết rồi. Bự. Cá xác giờ xung ăn nữa, xung ăn nữa, mới lên cá xác xong.
Đó, hai hết hai. Xíu ơi, xuống thụ đi, nó chạy vô rồi. Xíu ơi, xuống thụ đi, nó chạy vô rồi, chạy vô vô cây. Ừ. Thôi được, nó ra. Nó ra rồi. Lên. Lên rồi. Đây mọi người, đây, yeah, em này chắc cũng phải 6 kg á, 5-6 kg vậy. Đây nha mọi người. Dạ. Yeah. Đã chưa? Trắng phiếu luôn. Trời ơi, đây này. Trắng phiếu. Đẹp chưa? Lên nha. Ok mọi người. Đang nấu cơm luôn. Đang nấu cơm luôn, mới vừa lên em cá xác bự. Xong rồi. Hả? Xuống con luôn đi, xuống con, thấy gì không, thấy gì không, thôi cho nó vô rộng nha mọi người, cho nó vô rộng nha. Cá ăn rớt kìa, kìa ôi trời, cái mày hôi rồi, mày hôi rồi. Quay được chưa hả? Ô, bự lắm. Quay đâu, quay đâu. Cái này thôi rồi, thôi hết cả. Ai biết đâu, không cười quá. Còn cái này cái gì hả? Giờ tôi cầm sẵn cái giờ cái này.
trào lên thấy mặt cái này tôi nghĩ chắc mày hôi quá, không trào cái này chắc mày hôi quá. Đúng. Quá bạn ơi. Quá trời. Ok, nãy giờ có nửa tiếng chứ nhiêu. Không rồi, bữa nay là coi như là cá ăn mạnh rồi mấy fan ơi. Anh thủ đi vào đi mấy fan ơi. Đang ấp cá con cơm. Rồi cầm lên phe đây. Rồi, ok mọi người. Con này chắc là tầm ký 2, ký 2 ký rưỡi. Còn kia nó không nhảy với con này nhảy dữ lắm sợ sảy ớn hồn. Bị mấy lần à. Đấy mọi người. Lên đường em mày hôi nữa. Ui, bữa nay cá ăn nha mọi người. Nay tẩu đãi gì à. Quá đã luôn. Yeah. Bao phơi, bao phơi luôn. Lâu lắm rồi mới thấy gặp tinh phơi phải không? Mới giờ lên em cá tra bây giờ lên em mày hôi nữa. Hôi cho vô động nha mọi người. Con này nó mạnh lắm nó nhảy cái. Kịp. Yeah. Đang ốp làm đồ ăn cơm. Bắt cũng chạy. Tới đâu mà quên rồi, tôi làm tới đâu tôi quên mất tới khúc đường, trùng hổ ăn nha mọi người. Sáng giờ mấy lần bắt không được, bắt quá tức không được đó. Chạy đâu cho khó. Dính không? Dính. Cái gì? Lăng đuôi đỏ. Thở luôn em. Quậy quá quậy. Từ sáng giờ không biết bao nhiêu con trùng rồi nói. Anh nhỏ quá cái, mọi người ơi. Mà anh quậy đỏ mà cái mỏ nó bằng cái lưỡi câu rồi mọi người. Anh quậy có cỡ này nè. Cứ làm riết hết trùng rồi phải. Nước đang lên. Thở luôn rồi nào. Thở luôn. Quay quay thở đi. Hả? Quay thở đi. Em nhỏ quá, em bị quá từ sáng giờ nha mọi người. Quyết định phải bắt anh lên cho anh chừa. Rồi giờ cho anh ha, thả cho anh ha, nuôi cho anh lớn rồi cho anh về bên khu bên này ha. Địa phận của mình, rủ cha rủ mẹ đồ tới nha mọi người. Đây, đi đi. Đi. Đừng quậy nữa nha. Rồi. Đọt chuối nè, đó. Không để giật cái nữa rồi. Con cá nhỏ mới rỉa. Nhiều quá. Ồ, con cá kia bự, con cá gì mà xanh nét cái màu kỳ ta. Ha. Anh em làm cơm ăn mọi người ơi. Giờ 2:35 luôn rồi. Giờ này là 2:35 mà thường thường thì nếu mà bình thường nữa thì anh em giờ này là quá sớm. Không có bữa nào bữa nay là sớm nhất luôn. Đói quá. Thank you.
ám sần này. Vô nữa ơi. Hoàn thành luôn. Quá. Còn nhỏ nữa. Chưa lên đây, chưa thấy mà nặng dữ chắc thì mày không đi. Thôi. Ừ. Cỡ nãy. Bởi cần giật. Nó vô tới chỗ nó im re luôn, vớt làm gì nữa, im re dở lên luôn chứ. Móc nhờ sao xảy. Đấy mọi người, một em mèo thôi nữa nha. Ok, anh được quýu càng ngay cái càng nhỏ đó, quýu gục 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 gục, đã quá. Bữa nay thành công mọi người, yeah, này thành công rồi, vô động. Còn giật. Trời ơi, nó móc luôn lên lưng luôn, một mùi dây luôn, sao xảy. Móc vậy bữa quay nặng phải rồi. Móc vậy quay cá nó bạc, nó nặng. Đây nha mọi người. Rồi, mình hai anh em về tới nhà nha mọi người. 9 giờ 25 luôn. Anh em mới đem đầu vô. Mới đem đầu vô xong. Giờ báo cá nha mọi người. Đây. Thành quả của hai anh em hôm nay nha. Quá quá đẹp luôn. Quả gốc 0.5. Đây nha mọi người. Đây. Xong hai mày thôi. Quá đẹp. Đây cá rảnh nhiều lắm. Hai cá rảnh. Ba, hai cá rảnh. Bốn cá rảnh. Năm con rảnh. Sáu cá rảnh. Đây thêm em mà hôi nữa là hai em mà hôi. Quá đẹp.
con này trúng mánh rồi. Đây em có trèn, trèn. Ở đây cá sát ngẫm mày dảnh nữa nè. Ủa này sắc lát rồi, có em hàng độc nha mọi người. Đây đóng nha, mình đọng nước mình đem về nha. Ok chưa, đã chưa, cần quả nha. Rồi mọi người yêu quý cho mình xin một like, mọi người chia sẻ cũng như một lượt đăng ký kênh để ủng hộ anh em làm thật nhiều video nữa cho mọi người xem nha. Rồi cảm ơn mọi người, bye bye mọi người, hẹn mọi người rồi video sau ha. Rồi bye bye.